Rồi, hello em, xin chào mấy anh em ha. Anh chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha anh em. Thì bữa nay em tiếp tục giới thiệu cho anh em là một số sản phẩm anh em ha. Anh em cần mẫu nào thì anh em alo em anh em. Số điện thoại em để trên đầu trang á, trên tiêu đề anh em điện số đó em giao hàng toàn quốc nha anh em. Thì bên em thì cũng bao gồm 200-300 sản phẩm. Thì một ngày em lên một ít cho sản phẩm cho anh em tham khảo ha. Thì em cũng nhập hàng mới về liên tục cho anh em, thì theo yêu cầu của anh em á thì em cũng nhập mới liên tục ha. Anh em nào có thương thì ủng hộ kênh, bấm vào đăng ký kênh, bấm vào cái chuông đó anh em, kêu lên những cái sản phẩm mới á, thì anh em mình nhau chia sẻ ha. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em lâu nay ủng hộ hàng bên em nha anh em. Thì chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe, gia đình bình an ha anh em. Thì bữa nay em tiếp tục giới thiệu cho anh em là cái mấy cái mẫu áo lồng nuôi ha. Thì áo lồng này thì nó có đủ tất cả các size nha anh em, thì từ 30 đến 40 ha, 45 nào tùy ha. Cái mẫu lồng anh em nuôi ha, thì cái này là bằng vải thun thun thái qua giãn anh em. Thì áo lồng này thì từ giá thì nó cũng rẻ anh em, vài chục ngàn ha, từ 35 40 45 tùy theo cái mẫu lồng của anh em ha. Thì anh em khi anh em điện thì anh em báo cái số lồng á, thì em thì cái kích cỡ lồng thì báo giá cho anh em luôn ha anh em. Giao hàng toàn quốc ha, số điện thoại để trên đầu kênh á, thì anh em nhắn tin số đó hoặc là anh em điện điện trực tiếp ha anh em. Quay ra em có bán cái áo lồng nuôi anh em, áo lồng đôi để em đi bẫy mấy cái áo lồng hột xài anh em. Thì cái áo lồng này là nó không có cái quay quải ha. Cái áo lồng đôi này hiện tại em đang bán giá là 60 nghìn em ha. Mấy cái áo lồng này để mình nó rộng để mình chùm mấy cái lồng đôi ha, lồng hột xài nha anh em. Còn cái áo lồng mà nó có cái quay quải, hai cái quay quải để mình đi cho nó tiện anh em, thì cái áo lồng này thì cũng áo lồng đôi nha, áo lồng đôi giống mới thì nha anh em, nhưng nó cao cấp hơn chút ha, nó có quay quải. Thì áo lồng này thì nó 80 ngàn anh em, mắc hơn cái kia 20 ngàn nhưng nó xịn hơn anh em ha. Anh em cần mẫu nào alo em nghe anh em. Thì nó có cái áo lồng này, áo lồng nuôi nó có đủ mẫu đủ số này nè, anh em cần mẫu nào thì anh em alo em ha, thì em gửi hàng cho anh em nha, thì nó có đủ cho nha anh em, đủ trơn ha. Còn cái này là cái túi đựng mồi nè anh em, em đựng cua gáy hay là anh em đựng mấy con chim mà nó vừa cỡ cái túi này anh em đựng ha, một cặp ha, một cặp 25 ngàn nha anh em. Anh em cần alo em nha anh em. Còn cái này là cái nọc đánh trần nè anh em, thế nào làm theo kiểu Thái ha, cái chân cắm thôi mà đồng thao, cái trên là đồng thao nghe anh em, cái chân cắm bằng inox ha, một cây đánh một cây giữ, một bộ gì đây là em đang bán giá là 180 ha. Anh em cần alo em nha anh em. Còn cái này là cái móc đây nè, cái móc là móc mà để mình máng được cái lụp, máng lụp mình treo những cây á, thì cái này là một cái gì đây là 140 nha anh em, với một thao này bằng inox ha. Cái hàng này xài bền cực kỳ lắm nha anh em, bằng inox với một thao không ha. Còn cái này là cái cống đựng thóc đựng lúa nè, bằng tre nha anh em, thì nó cứng lắm, đang tre mà đang dày cứng lắm nha anh em. Thì một cặp như vậy là 25 ngàn ha, cặp 25 ngàn ha. Còn cái này là cái mình đang bằng nhựa cứng anh em, thì nó trong nó có một lớp kẽm hay gì nó cứng lắm. Một cặp đây 25, một cặp đây 30 ngàn ha. Cái màu xanh màu trắng, xanh này mình để đi lụp đi ngụy trang mình bẫy luôn nha anh em. Còn cái màu trắng này mình nhìn thấy mình châm thức ăn khoáng anh em, muốn châm cái gì vô này cũng được nha anh em. Những cặp vậy đâu 30 ha. Còn cái này thì đựng nước uống nha, cặp đây là cặp đây là 25 ngàn nha anh em. Còn cái này là cái đế mà để cho con cua gáy mình đứng nè, cặp này là 25 ngàn nha anh em, thì nó có sơn bu luôn ha. Anh em cần mẫu nào alo em nha anh em. Cái này là cái bó mà cái bó lá mà lá bồ câu anh để ngụy trang như mấy cái lụp anh em, thì bó vậy đang 10 nhánh em bán 30 ngàn ha. Thì cái lụp tùy theo anh em lụp dày mỏng thôi, anh em lụp 4-5 bó, 5-6 bó thì anh em, thì bó gì là 30 ngàn ha anh em. Còn cái này là lá dương sĩ nè nè, bó gì là khoảng 9-10 nhánh em bán là 90 ngàn ha anh em. Còn cái này là cái chuông ha, chuông anh em bỏ vô lụp thì nó rung anh em, dính chạy lại ha anh em. Còn này là cái cục chì để mình lấy ha, chì này là nó vừa nhất luôn nha anh em, 150 gram ha, cục này em bán 25 ngàn ha anh em. Còn cái này là cái lưới mà để mình đang lụp anh em, thì cái lưới này là lưới Thái nha anh em, thì đang sẵn rồi mình về chỉ lụp lên, mình lụp lên mình niền lại thôi. Thì cái gì đây là 60 ngàn ha, cuồng gì đây 60 ngàn. Hoặc là anh em mà muốn có thời gian nhà mình đang á, mình mua cuồng chỉ nhà mình đang nha anh em, 60 ngàn luôn ha, bằng giá ha. Còn cái này là mình lưới siêu bền nha anh em, lưới siêu bền ha, siêu bền này hiện bán giá là
80.000 nha anh em. Hay sẵn ha, 80.000. Anh em cần mẫu nào alo em nha anh em. Anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Đây giò bảy cu gáy, giò cước cái này là cước Thái nha anh em. Thì anh em ra nắng cũng không sợ nó cong ha. Cái mẫu này anh em khỏi nói. Chân cắm nó chân gáy cao mà cầm mình đánh ngụy trang, hoặc là anh em cầm mà đất mềm á anh em. Nó cũng chắc chắn ha. Thì cái này là cái lưới dây là dây siêu bền nha anh em. Bộ dây đây là 130 ha. 130. Anh em cần mẫu nào alo em nha anh em. Cái này là cái nẹp kẹp điện thoại để quay phim đó nè. Thì cái này là một kim loại ha. Kim loại. Cái này là cái lò xo, nó xo lớn như vậy lắm nha nè. Cái này em đang bán giá là 100.000 ha. Còn cái này là cái mình để mình kẹp điện thoại lên nè nè. Thì cái này thì em ăn hiệu nguyên bộ nó là em bán giá là 100.000 ha. Anh em cần alo em nha nè. Còn cái này là cái túi đựng lo nè nè. Đựng lo nó làm bằng vải nhung mềm. Thì cái này thì bán 100.000 ha. Đựng được mấy mẫu lo đều mới giờ luôn nha nè. Lớn chứ có cái túi. Hai bên có hai túi đựng pin, đựng remote cho anh em đựng pin dự phòng ha. 100.000 nha nè. Còn cái này là cái túi đựng quả chéo, mình khi em đi bẫy mình quả chéo ngang bên nè. Nên là mình giải kaki dày, nó nhiều ngăn lắm nha nè. Thì cái mấy cái mẫu này thì xài cực kỳ bền, dây làm chắc chắn lắm. Thì anh em xài thời gian như vài năm anh em thấy nó cũ kỹ ha, nó phai màu, anh em đổi mẫu mới, mua túi mới thôi, chứ mấy cái này thì nó xài bền nó không có hư đâu nha nè. Thì hiện tại em bán giá là 170 ha. Rồi một lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em thích mẫu nào alo em nha anh em. Thì em giao hàng toàn quốc nha anh em. Thì chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bên em thì nó khoảng 200-300 sản phẩm, thì anh em cần mẫu nào thì anh em cứ điện em ha. Hoặc là anh em nhắn tin Zalo hỏi thì em có em báo giá gửi sớm về cho anh em xài luôn nha anh em. Rồi chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe. Bye bye, hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em.